À, xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Ly đang đứng ở sa bàn của dự án The Selling nha. Thì trước đây thì không có xuất hiện cùng lúc như thế này, vừa có sa bàn với Thi trên màn hình. Thì hôm nay mình quay nhẹ lại một xíu để mình có thể thấy được cái độ lung linh của dự án The Selling. Thì sắp tới đây The Selling sẽ mở bán được 3. Thì bây giờ Thi sẽ quay lại cái sa bàn một tí, rồi sau đó chúng ta sẽ xem hiện tại là cái bản booking của chúng ta như thế nào nhé. À vâng, hiện tại là mặt trước của sa bàn The Selling nha mọi người. The Selling thì gồm hai tòa, tòa Queen Home Selling Bay và tòa Selling Bay Queen, Selling Quy Nhơn đấy. Thì tòa Wyndham thì nó 36 tầng và tòa Selling thì nó 41 tầng thôi. Đó thì cả hai tòa đều có hai hầm và 5 tầng trung tâm thương mại nhé. Vị trí tọa lạc thì ngay trên lô đất 3 mặt tiền của Lê Dũng, Vũ Bảo, Nguyễn Tư. Và chúng ta sẽ bên cạnh đó là Cosmart, cách quảng trường tầm 300m thôi. Cách biển ở gần đó tầm 4m rưỡi. Giờ mình xoay xoay sơ để mình thấy được cái bố cục của cái dự án của chúng ta nhé. Thì theo như mô hình này thì từ căn 01 nha mọi người. Hướng này, căn 01 hai tòa đều bắt đầu từ căn 01 là hướng Tây Bắc hết nha. Từ 01 đến 07 là sẽ là hướng Tây Bắc. Riêng căn 07, căn gốc thì sẽ có Tây Bắc, Đông Bắc. Còn bắt đầu từ căn 08, căn số 19 thì sẽ Đông Nam. Đấy, căn 08 thì được căn gốc nha mọi người. Nó sẽ có là Đông Nam, Đông Bắc. Kênh đó siêu đẹp rồi. Và các kênh từ 09 cho đến 18 này. Tòa B, mình đang nói tòa B nha. Còn tòa A hiện tại chưa mở bán nên chưa review nhé. Đấy thì tới kênh 19 thì nó là Đông Nam và Tây Nam, kênh góc siêu đẹp. Nhưng mà kênh 19 thì ở tầng thấp chúng ta sẽ có hơi bị vướng nhị về cái tòa A một tí. Từ kênh 21, kênh 20 cũng là kênh góc. Cây mưa cũng là cảnh gốc luôn. Và nó sẽ là Tây Nam, Tây Bắc. Đó, kênh đó thì cũng khá đẹp. Kênh 19-20 là kênh 3 phòng ngủ. Và từ 21 đến 23 thì chúng ta sẽ ra kênh Tây Bắc. Rồi, sơ lược như vậy thôi nha mọi người. Giờ chúng ta xem bản hàng hiện tại. Nó sẽ nói lên độ hot nhất của dự án thôi. Rồi xin chào tất cả mọi người, thì hiện tại Thi là quay lại rồi đây. Chúng ta đang xem link chính thức về giỏ hàng của The Selling nha. Tại giỏ hàng tòa B dự án The Selling Quy Nhơn, thì về tổng quan thì đợt này mở cũng khá khá đấy. Xem thử nha, khá là nhiều tầng luôn. Tầng số 6, 8, 9, 11, 14 đến 37 này, 33, 29. Máy điện thoại của anh, mình mới vừa của anh cùng phòng ạ, nhạy ghê luôn. 26, 24, 19, 18, 14. Trời ơi, quá trời, tất cả như 13 tầng sao mọi người. Đó, thì hiện tại bút quá trời bút tại, tổng quan là bút này. Mình tập trung giữ căn biển nha. Màu đen xuất hiện trong hình của chúng ta là chưa được book. Màu xanh là có một booking ưu tiên. Và màu đỏ là có hai booking đang tranh giành nhé. Rồi giờ mình sẽ coi cái giá thì nhé. Cái giá dự kiến của này là như thế nào. Đây. Wow, căn 1 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ, căn 3 phòng ngủ. Cái giá thấp hơn là chúng ta dự đó là căn ở bên hướng Tây Bắc nha. Giá cao hơn là hướng Đông Nam. Đấy. Mọi người xem kỹ nhá, mình nhớ luôn cái giá để coi thử bên hợp hướng nào mà chọn nha. À rồi thì mới quay sơ lại cái bản hàng nha. Mọi người lưu ý một xíu, nếu mà ai có nhu cầu mua căn ngồi Selling á thì nhớ gọi cho Thi với số điện thoại 0902 088 27 nhé. Đó, không gian mọi người đang thấy là Thi đang trực nhà mẫu luôn.
nếu mà ai có như nhu cầu xem tham quan nhà mẫu á thì gọi cho Thi luôn nhé. Zalo của Thi hiện tại đang rất là chờ đón những tin nhắn hay là những cái lịch booking xem nhà mẫu nhé. Zalo là 0902 8817. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, rất hy vọng được gặp mọi người tại nhà mẫu của dự án Dịch Sơn Nguyên Nhân để chọn cho mình một căn thích hợp nhé. Rồi, bye bye.